Kính chào bà con, hôm nay ngày mùng 7 tháng 4 2024, để tiếp tục cập nhật một số thông tin giá mủ gửi đến bà con. Thì sau đây là những cái thông tin giá mủ mà thấy cập nhật được từ các bà con như sau. Thì ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì bạn Tuấn có chia sẻ mủ nước là 280 đồng trên một độ, mủ chén là 13.000 đồng trên một ký ha. Như vậy ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là nơi duy nhất thấy cập nhật từ bạn Tuấn thì là mức dưới 300 đồng bà con. Còn tất cả các nơi mà thấy cập nhật được thì đều trên 300 đồng trên một độ ha. Ở Trừ Vân Thố thì các anh em cậu mũ hành lý cũng chia sẻ mũ nước là 320 đồng trên một độ. Trừ Vân Thố thuộc huyện Bầu Bàng, Bến Cát, Bình Dương. Rồi An Nhân Tây, Củ Chi thì ngày hôm nay anh Tuấn có chia sẻ mủ nước là 350 đồng trên một độ, mủ chén là 16.000 đồng trên một ký. Như chia sẻ của anh Tuấn ngày hôm nay đó, thì ở khu vực An Nhân Tây, Củ Chi mủ nước tăng em bà con, mủ nước tăng thì cũng có khu vực tăng và cũng có khu vực giảm, như là ở khu vực xã Tân Hiệp, Hướng Quảng thuộc Bình Long, Bình Phước thì anh Phúc ở khu vực này thì anh cũng có chia sẻ ngày hôm nay mủ nước hạ còn 345. Cái thời điểm mà cao nhất á, là mủ nước ở xã Tân Hiệp, Hướng Quảng, Bình Long, Bình Phước á, là 385 đồng trên một độ, nhưng mà con như ngày hôm nay thì hạ xuống còn 345. Còn những nơi khác thì như là An Nhân Tây, Củ Chi thì từ mức 330 thì ngày hôm nay lại tăng lên là 350 nha bà con. Như vậy là tăng giảm trái chiều tùy nơi nha bà con. Và cái nơi hiện giờ cái nơi mà khu vực mà có giá mủ cao nhất là ở khu vực Tây Ninh nha bà con, 370 đồng trên một độ. Ở Tiến Hưng, Đồng Xoài là 350 đồng trên một độ. Ở Phú Giáo, Bình Dương thì em Tâm Vũ cũng có chia sẻ mủ nước là 320 đồng trên một độ. Và cái khu vực mà có cái giá mủ cao nhất mà đạt đỉnh 400 đồng trên một độ là ở Minh Lập cũng như là Minh Hòa thuộc Dầu Tiếng, Bình Dương nha bà con. Nhưng mà mấy tháng ngày hôm nay thì không có liên hệ được với bà con ở khu vực này. Còn trước đó thì là cái nơi mà giá mủ là đạt mốc 400 là chỉ có Minh Lập nè, Minh Hòa thuộc Dầu Tiếng, Bình Dương là đạt 400. Và không biết hiện giờ thì còn được là cái mức 400 hay không, thì thế cũng sẽ liên tục là liên lạc với các bà con ở khu vực này. Hoặc là bà con có cậu mủ ở khu vực Minh Lập nè hoặc là Minh Hòa thuộc Dầu Tiếng, Bình Dương á, mà có bán được cái giá như thế nào bà con chia sẻ thử coi, là cho bà con được nắm thử coi là có cái giá là 400 đồng trên một độ ở khu vực Minh Hòa cũng như là Minh Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương hiện giờ còn hay không không có. Đó là những cái giá mà ngày hôm nay thấy chia sẻ. Video đến đây thấy cũng xin cảm ơn các bà con đã ủng hộ, và thấy xin kết thúc video ở đây. Chúc bà con một buổi tối ngủ ngon, nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại bà con ở những video khác.